chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Phan Nhung Long nha mọi người tiếp tục công việc cập nhật những tin tức mới mới đây nam danh ca Mạnh Quỳnh có xúc động chia sẻ một bài viết khá dài cơn bão gia ghi đi qua để lại bao tăng thương cho miền Bắc Việt Nam đàn trẻ thơ trong bóng đêm khóc vang gọi mẹ vợ tìm chồng trên biển nước mênh mông bão lũ đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng tài sản cứu cho nhà cửa ruộng vườn trên khắp bản làng cùng đồng cảm với những đau thương mất mát của người dân miền bắc mạnh quỳnh xin được gửi tới khán thính giả khắp nơi trên thế giới ca khúc mới do mạnh quỳnh sáng tác lời nguyện cầu như một lời động viên tinh thần và chia sẻ cũng như là lan tỏa yêu thương mong so dịu đi những nỗi đau mà muôn dân đã và đang đối diện cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người mến mạnh quỳnh Quý vị vào hai link dưới đây để nghe bài hát mới và xem lại những hình ảnh của trận bạo lũ Gia Ghi vừa qua. Được Mạnh Quỳnh và ekip sưu tầm lại từ nguồn của các đơn vị truyền thông đã đưa tin. Những hình ảnh đau buồn của người dân miền Bắc Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đó chính là bài hát mới của nam danh ca Mạnh Quỳnh, Lời Nguyện Cầu. Và theo như trước đó, anh cũng chia sẻ trong tháng 10 sắp tới đây, anh sẽ quay trở lại Việt Nam, tổ chức hai đêm nhạc từ thiện ở hai nơi là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và toàn bộ tiền thu được từ hai show diễn này nam danh ca Mạnh Quỳnh cùng với ekip sẽ gửi tặng toàn bộ cho bà con miền Bắc đang phải gánh chịu thiên tai lũ lụt. Với tấm lòng hướng về miền Bắc thân yêu cũng như luôn đặt tình cảm với đồng bào là trên hết. Do đó, việc mà ca sĩ Mạnh Quỳnh quay về Việt Nam tổ chức hai show diễn để mong chúc làm thành của mình đến với bà con miền Bắc, đây cũng là một điều hết sức quan nghênh, nên có rất nhiều những bình luận sau khi anh chia sẻ bài viết cũng như trình làng bài hát mới lời nguyện cầu của anh. Mọi người rất xúc động để lại những bình luận. Cảm ơn em trai Mạnh Quỳnh dù ở phương xa nhưng em trai vẫn luôn hướng về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn nhìn những hình ảnh bà con đang chìm trong bể nước nhìn những ngôi nhà và rất nhiều bà con bị chôn dùi à, dưới đất mà ngạn lòng mọi người à, và các fan hâm mộ đang chờ đón em ở quê nhà mở hai show thiện nguyện góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát của đồng bào miền Bắc Thương chúc em thật nhiều sức khỏe nhé. Bài hát hay và cảm xúc lắm anh Hai ơi. Chúc anh cùng gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Bài hát của người con xa quê hương sáng tác trong lúc miền Bắc Việt Nam đang chìm trong biển nước rất hay và rất cảm động. Xin cảm ơn anh, một người con xa quê hương nhưng lúc nào cũng vẫn luôn nhớ về quê hương đất nước. Kế theo sau nữa là một thông tin đến từ cô Thủy. Mới đây cô Thủy cũng chia sẻ Trung tâm Thúy Nga sẽ mở một show thiện nguyện giúp đỡ cho đồng bào miền Bắc nữa. Mọi người ạ, à. show này sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 năm 2024. À, theo như cô chia sẻ là show này sẽ có sự tham gia của rất đông các anh chị em ca sĩ hải ngoại. Vì khi biết được trung tâm thứ nga sẽ làm một số thiện nguyện thì rất nhiều ca nghệ sĩ đã cùng đồng lòng cũng như rất mong muốn tham gia chương trình này hiện tại thì cô thủy chưa công bố danh sách các ca nghệ sĩ nhưng khi mà phát động chương trình như vậy thì rất nhiều ca nghệ sĩ đã đồng lòng và sẽ góp giọng trong chương trình này chương trình chung tay cứu giúp đồng bào tiếp tục sẽ có những con số Rất là đáng kể Để gửi về quê hương Giúp đỡ cho đồng bào miền Bắc Và theo như thông tin trước đó Mình cũng có chia sẻ Mới đây quản lý Diễm Phạm đã thông báo Một show diễn của Ba cô công chúa, con của chị hai Quỳnh Trang, Tiết Nhung, Thiên Ngân à, Phải nói show này Là fan Đang mong chờ cũng khá là lâu Đặc biệt sự kết hợp của ba người con gái của chị hai sẽ làm cho fan hâm mộ của chị hai rất là yêu thích. Bên cạnh đó, mọi người cũng có khá nhiều những bình luận góp ý là show ngoài ba người con gái của chị hai thì nên có thêm các nam ca sĩ khác nữa. Chẳng hạn như là Di Sắc Long à, hay là Trường Sang, Trường Huy, Phú Quý. Và đặc biệt nếu mà có mặt sắc lông kết hợp song ca với tiết nhung nữa thì còn gì bằng rất nhiều những bình luận để lại sau khi Diễm Phạm chia sẻ show cung tơ hòa điệu của ba công chúa diễn ra ngày 12 tháng 10 năm 2024 chắc chắn show này khi à, mở bán vé chắc chắn cũng sẽ sold out nha mọi người giống như show của Quỳnh Trang vào ngày 28 tháng 9 sắp tới đây thì Quỳnh Trang cũng rất vui mừng thông báo show mini show của mình đã được à, mọi người mua vé hết. Đây là một cái thông tin cũng rất là đáng ăn mừng. Và khi Diễm Phạm chia sẻ poster ba cô công chúa thì có hỏi một câu coi như là hỏi thăm ý kiến cả nhà là cả nhà có ưng chưa? Tiết Nhung để lại bình luận giả ưng kha kha kha. Diễm Phạm hỏi tiếp ưng dữ chưa? À, chắc chắn show này mọi người gợi ý thêm là quản lý diễm phạm nên bán vé online để cho fan hâm mộ ở xa không có dịp về thành phố hồ chí minh xem show thì mọi người có thể xem trực tuyến trên điện thoại vì đây là một hình thức mọi người dễ dàng sử dụng nhất hy vọng là show này sẽ có bán vé online nha mọi người nhưng mà hiện tại thì chưa thấy thông báo gì từ phía quản lý diễm phạm À, và chắc chắn show này sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc và sâu lắng à, mọi người hãy cùng nhau ủng hộ cho show này của các con chị hai nhé bên cạnh đó nhiều fan hâm mộ tại thủ đô hà nội cũng gợi ý mang show này đến hà nội nhưng mà hiện tại tình hình thời tiết ở hà nội như thế này thì chắc có lẽ show này chị tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh hy vọng trong thời gian tới sau khi bà con khắc phục được à, hậu quả thiên tai lũ lụt thì à, ekip của Diễm Phạm có thể mang show này ra miền Bắc để cho fan hâm mộ ở tại miền Bắc đi xem bên cạnh đó nhiều fan cũng gửi gắm nếu mà mỗi năm à, ba cô bé này đều được à, ekip Diễm Phạm tổ chức một hai show nào đó thì mọi người càng ưng ý lắm luôn vì hệ các bé có xô là mọi người rất là mừng và chắc chắn sự kết hợp của ba chị em sẽ làm cho fan rất là yêu thích trở lại FC của công chúa với lại hoàng tử mới đây có một bạn fan có một bài viết mà mình mong muốn chia sẻ để mọi người hiểu nhiều hơn nhé em chào cả nhà cả nhà mình ơi À, mình vào nhóm này là để yêu thương công chúa với hoàng tử với sự cảm nhận là cặp tình nhân trên sân khấu, còn khi xuống sân khấu hai em ấy đều có cuộc sống riêng, đều có hạnh phúc riêng cho mình. Em biết là trong nhóm yêu thương mình hầu hết đều là những người đã có gia đình nên cả nhà cũng sẽ hiểu, nếu đã là vợ chồng thì sẽ toàn là cơ máu gạo tiền, không bao giờ hát với nhau tình tứ được. Vì thế anh Mạnh Quỳnh đã từng nói, tình chỉ đẹp khi còn gian dở chứ cưới nhau rồi nào là điện nước tiền học cho con đâu anh ơi. Thì làm sao mà nói được tôi thương của Út lâu rồi mà sao không dám nói ạ. À? Vì vậy em viết bài viết này mong cả nhà mình đồng hành ủng hộ hai em ấy trên sân khấu để hai em ấy kể cho chúng ta nghe những câu chuyện tình yêu lãng mạn đẹp qua âm nhạc nhé cả nhà. Còn riêng ngoài đời chúng ta không nên can thiệp vào cuộc sống của các em. Hãy luôn ủng hộ và cầu chúc cho hai em được gặp nửa trái tim còn lại và hạnh phúc như cặp đôi Úc Hiền và anh Ba trong bài Tấp liều lý tưởng ạ. À". Xin cảm ơn cả nhà. Đây là bài viết của một fan hâm mộ Rắc Long với lại Tuyết Nhung. Mình cũng như vậy, cũng chỉ xem và thích các bạn trên sân khấu khi các bạn thể hiện bài hát quá là hay. Còn về cuộc sống đời tư cá nhân riêng của hai em ấy thì hãy để hai em ấy quyết định và luôn cầu chúc cho hai em thành công trên con đường âm nhạc lẫn cuộc sống riêng